ở trong tất cả chúng ta, đặc biệt là những người Phật tử, ai trong chúng ta cũng mong mỏi là khi chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta cũng mong người thân của mình biết Phật Pháp, đặc biệt là con cái của mình, đặc biệt là chồng con của mình, hay là vợ con của mình, hay là anh em của mình. Mình muốn lắm. Đức Phật có dạy trong kinh đó, có ba loại người bệnh. Có ba thứ bệnh thì không nói, bây giờ ba loại người bệnh. Cái người thứ nhất á, là khi họ có bệnh, dù được sự chăm sóc, thức ăn, thuốc men, chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng họ cũng không thể hết bệnh. Có không? Có những người bệnh mà được chăm sóc, có thức ăn, có thuốc men đầy đủ, nhưng cũng không hết bệnh. Có dạng này không? Rồi. Có những người bệnh không cần thuốc men, không cần chăm sóc, không cần lo ăn uống gì, nhưng mà bệnh người ta cũng hết. Và có những người bệnh cần phải có thuốc men là một phương tiện, thức ăn, nước uống vân vân là một phương tiện để làm cho người đó hết bệnh. Thì trong ba loại, trong ba dạng, trong ba loại bệnh này, chúng ta cần quan tâm cái bệnh thứ nhất, bệnh thứ ba là cần có thuốc men để trị bệnh. Tuy nhiên chúng ta cũng không bỏ hai dạng người trước. Đâu có phải nói thôi bệnh rồi cũng chết, uống thuốc làm chi. Đâu có ai nói vậy đâu. Thấy người ta bệnh thì chúng ta cũng phải tìm mọi cách giúp cho người đó. Có nhiều khi mình biết hết thuốc chữa rồi, bác sĩ bó tay bó chân bó toàn thân rồi, nhưng mình vẫn tìm mọi cách. Mà cái câu chúng ta thường dùng là gì? Còn nước còn tát, để giúp cho họ. Thì Đức Phật nói ba dạng bệnh này xong rồi, Đức Phật nói mình đây. Có những người được gặp Phật, được nghe Pháp, được tu hành, được hấp thụ rất nhiều những pháp tu, nhưng thiện căn lành, thiện nghiệp cũng không thể tu tập và phát triển. Có không? Có những người đi chùa, nghe Pháp, học kinh, cái gì cũng biết hết, nhưng mà thiện nghiệp không phát triển, thiện nghiệp không thấm nhuần. Đó là dạng người thứ nhất, là dạng người bệnh, dù được chăm sóc thuốc men, dù được ăn uống đầy đủ, dù được lo lắng tận tình, nhưng bệnh không thể hết. Thì trong chúng sanh ta cũng có, trong hàng Phật tử ta cũng có những người nghe Pháp, học Phật, mà thậm chí thời của Phật được gặp Phật luôn, nhưng thiện căn cũng không phát triển. Nhưng cũng có những người không được gặp Phật, không có nghe Pháp, không được ai chỉ dẫn, nhưng mà thiện căn cũng tự phát triển, cũng có. Rồi cũng có những người phải nhờ được gặp Phật, hay là được gặp Phật, được gặp giáo Pháp, được gặp bạn hiền, thì thiện căn mới có thể phát triển. Thì Đức Phật nói hạng người thứ ba là hạng người chúng ta cần quan tâm. Bởi vì đa số chúng ta là những người có khả năng gặp Phật Pháp hay lắng nghe giáo Pháp để chuyển hóa cái xấu, tăng trưởng cái thiện, phát triển cái lành. Tuy nhiên chúng ta cũng không bỏ hai hạng người trên. Bây giờ mình nói người thứ nhất. Có nhiều khi á, có những người mình nói quá trời mà sao không vô. Cái này mình gặp thường lắm, mà đặc biệt là người thân của mình. Trời ơi, nhiều khi mình đi chùa, thấy không? Rồi cái gì mình có băng dĩa hay mình cũng đưa, mà đưa là đưa chứ người ta chưa chắc người ta đã nghe. Và thậm chí có những người nghe nhưng mà không nghe. Nghe không nghe là sao? Nghe cái tiếng nói thôi mà không nghe cái pháp. Thí dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây, Pháp Hòa nói trầm bổng thì sao, chậm mau sao, đại chúng nghe hết á,
nhưng mà không nghe, không hiểu gì, không có thấm gì hết trơn á. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Tại vì chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái pháp. Còn có những người không nghe mà cũng không nghe, tức là ngủ. Tức là không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, ngồi đó thôi, dựa lưng vô vậy, gió hiu hiu, căng da bụng, trùng da mắt. Nhưng mà có những người nghe mà nghe. Nghe mà nghe nghĩa là nghe lời nói, nghe luôn cả giáo pháp. Như thế thì chúng ta biết đó, ở trong tất cả những người thân của chúng ta, có những người chúng ta có thể độ được, nhưng mà có những người chúng ta độ không nổi. Tại sao mình độ không nổi? Là bởi vì cái nghiệp của người đó, cái thiện căn của người đó bị chưa có được phát triển, hay là mình nói theo bây giờ là bị chướng. Cũng giống như bây giờ lỗ tai người đó nhét miếng gòn, hay là thôi bây giờ quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó, nó nhét cái headphone nó nghe nhạc, là mình ngồi này mình nói gì nó không nghe. Thậm chí nó đi học về cái mình bắt đầu mình tụng đó, là bắt đầu nó nghe mình khai kinh, rồi là bắt đầu nó kiếm hai cái đồ nhét lỗ tai nó nghe nhạc. Nó không trả lời mình, mà nó để cho mình nói à, con đó nghe, không có nghe lời mẹ nghe không. Con đi về rồi con không có chịu ăn uống đàng hoàng, con chơi với bạn bè, con nói phone cả ngày ấy nha. Con không có biết mẹ cực khổ, mẹ nuôi con. Nó nghe hình như kinh này mẹ tụng từ hồi lúc mà con mấy tuổi tới giờ mẹ cứ tụng hoài, mà mỗi lần nó nghe mình tụng là đậu kiếm hai cái phone nó nhét vô. Thì cũng như vậy, Pháp Hòa nói vậy là cũng giống như cái người mà, cái người mà thiện căn người ta chưa có phát triển, hay là cái chướng ngại trên cái thiện lành ta bị chướng, mình nói ta không nghe. Rồi nói theo cái thứ hai là gì? Một phần là do nghiệp người đó, một phần là do cái phước của mình. Mình không có đủ cái phước, cái đức để mình cảm hóa người ta. Tại sao có những người mình ra ngoài, trời ơi người ta thương mình, mình nói người ta nghe, mà con mình nói không được? Bởi vì mình có cái nghiệp duyên với nó. Nhiều khi mình chỉ có cái duyên là mình đưa nó ra đời thôi, chứ mình không có cái duyên quá độ nó. Hoặc là nhiều khi nó là gì? Nó là nợ của mình, nó ra đây nó đòi mình thôi, chứ coi như mình cứ trả cho nó thôi. Nó báo mình hết lần này thì nó báo qua lần khác, mình không thay đổi được. Cho nên nhiều khi mình muốn độ một người nào đó đó, mình cũng phải chờ đủ duyên lành mới độ được. Cho nên quý vị nhớ mình có cái câu gì không? Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật chỉ có thể giáo hóa người có duyên thôi, còn người không có duyên Phật độ không được. Ngày xưa ông Cấp Cô Độc á, ông có một cái người vợ. Ông Cấp Cô Độc á, tên thật của ông là Tu Đạt, nhưng mà bởi vì ông có cái hạnh là chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng những người cô độc, nghèo hèn, cho nên ông được cái biệt hiệu là Cấp Cô Độc, chứ ông không phải tên là Cấp Cô Độc. Ông tên là Tu Đạt. Ông bố thí bao nhiêu thì bà vợ của ông là cái người keo kiệt bấy nhiêu. Đến độ là Đức Phật cũng không cảm hóa được bà. Ngài Mục Kiền Liên cũng không cảm hóa được bà. Ngài Xá Lợi Phất cũng không cảm hóa được bà. Vậy mà có người cảm hóa được. Có một hôm nguyên đoàn đi khất thực, thì ở trong tăng chúng đi khất thực, người nhỏ nhất trong nhóm đó là Ngài La Hầu La. La Hầu La lúc đó mới có 7-8 tuổi thôi, đi tu ôm bình đi khất thực. Mà tội nghiệp Ngài La Hầu La, mà hễ ta bị gì Ngài nhỏ cho nên Ngài đi làm sao. Rồi ta cúng cúng thầy 1, thầy 2, thầy 3, cái tới thầy cái hết đồ ăn. Cho nên Ngài La Hầu La cũng tuổi thân lắm, nghĩ là mình nhỏ nhất rồi không ai quan tâm tới mình hết, thì cúng mấy ông lớn không à. Đồ ăn ngon gì mấy ông lớn hưởng hết, tới mấy ông nhỏ mình là không có, mà nếu có là chia chát.
Nhưng mà trong đoàn, khi mà bà vợ của ông Tu Đạt nhìn thấy ngài La Hầu La thì bà lại thương, bà lại chăm sóc cho ngài La Hầu La. Cũng giống mình giờ vậy đó. Một số thì mình kính trọng, mình lo cho hòa thượng là đúng rồi, nhưng mà mình thấy chú tiểu mình thương lắm. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy chú nhỏ mà chú tu, thì bà lại lo cho ngài Xá Lợi, cho ngài La Hầu La. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tu á, Pháp Hòa xuất gia năm 15 tuổi. Mà quý vị biết cái tuổi đó là mình ăn khủng khiếp lắm. Đến độ tối mà đói bụng á, mà ở chùa đâu có gì ăn. Lúc đó Phật tử không có mấy người hết trơn á, mà cơm là ăn lường không à. Thì có một cô Phật tử, cô cũng tội lắm, cô biết tối ở nhà đó, cái cô nấu cháo, có khi cô nấu mì hoành thánh chay á, cô đem lên cho Pháp Hòa ăn. Mà nhờ những cái cô Phật tử đó đó mà Pháp Hòa có được buổi tối ăn. Quý vị biết sáng á, nhiều khi đi học đâu có gì ăn, có nhiều khi bánh mì, có nhiều khi không có, mà có nhiều khi ăn cơm nguội. Thì Pháp Hòa nhớ có một cô Phật tử, cổ hay đi chợ cho chùa. Mà cái thời đó có cái bánh bông lan nó thơm lắm, mà nó bán đâu 3 đồng mấy trong một cái hộp khoảng 4 cái à. Mà lâu lâu cái cô mua lên cho Pháp Hòa được một vài hộp rồi để dành đem theo đi học. Rồi Pháp Hòa ở chùa buồn lắm, không có ai chơi á, tu cô đơn lắm. Thường thường tuổi trẻ người ta tu á là người ta có tuổi nhỏ tu chung người ta mới vui. Mình đi vô tu mà tu nhầm, đi tu chung với ông già 86 tuổi, hai người ở chung phòng. Mà ông thì lãng tai, mà cộng thêm là nấu cơm. Pháp Hòa đi học, ông ở nhà ông chỉ làm cái nhiệm vụ là nấu nồi cơm thôi, mà ông không có muốn ăn cơm nguội, cho nên ngày nào ông cũng lường cơm hết á. Ông nói thầy trụ trì ăn một chén cơm, tôi ăn một chén cơm, chú Pháp Hòa ăn 2 chén, cho nên ông nấu đúng 4 chén. Mà hôm nào mà có khách mà thầy viện chủ mời cơm khách một cái là mình nhịn chết mồ luôn. 8 giờ tối là ông đi ngủ rồi, 2 giờ ông thức. Ông thức các bạn là ông bật đèn lên, ông kéo ghế, ông làm cửa nẻo. Mà lúc đó có còn ngủ, trời tuổi đó tuổi ăn với tuổi ngủ mà. Ông làm cỡ nào ngủ cũng ngon hết á, không? Mà ăn cái gì cũng ngon hết. Trời đó còn thèm chả lụa dữ lắm. Quý vị biết mắm Thái á, mắm Thái chai mà lâu lâu mấy cô mới đem vô được hộp, mà ăn là chỉ khều khều ở trên ăn thôi, chứ không có dám ăn sâu. Thèm đến mức độ vậy. Khi mà mình hồi nhỏ đó buồn lắm, không có ai chơi, mấy cô mấy bác Phật tử lên chùa vậy nè, tụng kinh tối Pháp Hòa không muốn ai về hết á. Cái ai mà sắp sửa nói thôi chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy dép Hòa giấu. Lấy dép giấu, lấy bóp cất. Trời ơi mấy bà đi kiếm mà nhất định là chú cất chứ không ai hết á. Mà tại Pháp Hòa không muốn cho về buồn mà. Rồi quý vị biết á, là không có ai chơi với mình, giỡn với mình. Cái mấy cô Phật tử mặc áo tràng vậy nè, đang ngồi nghe Pháp tụng kinh, cái Hòa lén lén đi làm sao á, Hòa cột áo người này dính áo người kia. Rồi mấy cái bồ đoàn mà ngồi thiền nó có cái sợi dây mà để gút cái bồ đoàn lại đó, nó lòi cái sợi dây ra, cái Hòa cột cái sợi dây để dính cái áo, cái lát đứng dậy cái toàn ten toàn ten vậy. Rồi thôi lấy mấy tờ giấy nó đá tôi đi, đánh tôi đi, dán vô lưng người ta. Chơi như vậy, giỡn như vậy. Thì có một cô, cổ cũng nói kệ chú, đừng có la chú, chú buồn chú không có ai chơi, mình lên chú giỡn với mình, mà cho chú vui vậy đi chú mới chịu chú tu. Mà những cái lời nói đó Hòa không có quên đâu. Tức là những khi mà người ta hiểu mình, người ta hiểu mình mà người ta trợ duyên cho mình. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, có những người, có những người mình đem tất cả những cái thiện lành mình trao tặng cho người ta, nhưng chưa chắc người ta tiếp nhận. Nhưng chúng ta không có buồn, không có nản, mà chúng ta phải hết lòng đem cái tu của mình tạo thành ra cái đức cho bản thân mình. Thưa đại chúng, mình muốn cảm hóa con người không phải cảm hóa bằng cái tài năng,
mà mình phải cảm hóa bằng cái đức của mình. Bởi vì người ta thường nói cái đức á, nó thắng cái tài. Mà cái tài mà có mà ỷ tài thì nó mất tài, nó còn tai. Cho nên truyện Kiều mới có cái câu đó: chữ tài liền với chữ tai một vần. Nhưng mà nếu mình có tài mà có phước có đức nữa thì tốt lắm. Cho nên á, một vị Bồ Tát độ sanh á thì phải bền lòng, phải kiên trì, phải vững chãi. Hồi nãy mình đi vào chùa Nam Thiên á, chùa đó tên là chùa Nam Thiên, mà người tiếng Đài Loan người ta phát âm là Nạn Thiên, chứ không phải là chùa Nàng Tiên. Pháp Hòa hôm bữa ở dưới Sydney cứ nghe nói thứ ba thầy đi chùa Nàng Tiên, chùa Nàng Tiên. Pháp Hòa nói, ở đây chùa Nàng Tiên là chùa nào? Họ mới nói cái chùa bự của người Đài Loan qua đây, không, cái chùa đó tên là Nam Thiên. Cho nên ở ngoài cái bảng người ta để đó: Phật Quang Sơn Nam Thiên Tự. Tức là cái chùa Nam Thiên này trực thuộc cái chi nhánh Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Thấy không? Phật Quang Sơn Nam Thiên Tự, chứ không phải là chùa Nàng Tiên. Thì khi mà đi vô cái chỗ tháp thờ Đức Địa Tạng đó, thì quý vị đưa cái đèn cho Pháp Hòa cúng đó. Thì khi mà dâng cái đèn lên cúng Ngài Địa Tạng thì Pháp Hòa nguyện: hôm nay chúng con đủ duyên đến đây đảnh lễ Ngài và xin dâng một ngọn đèn lên cúng dường Ngài, và nguyện Ngài soi sáng cho chúng con, tất cả chúng con đều được học cái hạnh của Ngài là vững chãi và kiên trì như đất, để chúng con có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất, và có thể được như đất làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Hồi nãy lúc mà dâng cái đèn đó, vậy thì Đức Địa Tạng trên tay có cầm một cái cây, chúng ta gọi là cây tích trượng, và trên tay của Ngài nữa thì cầm một cái viên minh châu. Bởi vì minh châu là tượng trưng cho sự sáng suốt, trong sạch. Chỗ nào tối tăm thì minh châu xuất hiện thì bóng tối nó tan. Nhưng mà chúng ta sáng suốt, không mê lầm. Nhưng mà ngược lại, bên cạnh đó chúng ta phải có thêm cái đức, cái tâm vững chãi, kiên trì, để chúng ta có thể đi vào được cái cõi tối tăm khổ đau là địa ngục. Bởi vì cái gậy đó là tượng trưng cho tích trượng, mà tích trượng đó là tượng trưng cho tâm kiên trì, tâm vững chãi. Mình muốn độ người đâu có phải mình nói một lần mà người ta nghe. Thôi bây giờ nói bản thân mình nè, tụng kinh lần thuộc không? Không thuộc. Thậm chí chú Đại Bi đó, cho tới bây giờ đó nha, mà tụng tới khúc cuối đó mình còn lộn tùng phèo đó. Cái chỗ mà Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha đó, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha đó, Tất Ra Tăng Ngao Mục Khê Dạ Ta Bà Ha đó, mà mình cứ hao hoài mà nó không ra đó. Đó. Nhớ không? Cái chỗ chú Đại Bi là cái chỗ đó đó. Có qua nói một cái chuyện đó thôi, cái ví dụ nhỏ đó. Rồi mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tới cái chỗ mà cố tâm vô quái ngại và cố tri cố tâm vô quái ngại và cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thị đại thần chú, thị đại minh chú. Tại vì hai chữ cố, một cái là cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại, một cái là cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đôi khi mình tụng mà tâm mình không tịnh một cái thôi là mình lộn liền. Mình không nhớ là bây giờ là cố tâm vô quái ngại hay là cố tri Bát Nhã. Đó. Mình tụng kinh á mà đôi khi mình còn lộn. Chẳng hạn như ra cúng súc sanh đó, Đại Bàng Kim Sĩ Điểu. Rồi nhiều khi mình nghe lộn, mình nói Đại Bàng Kim Sa Sẻ cũng có. Hay là mình tụng cái câu mà tam đề lúc mình ăn cơm á, cái muỗng cơm thứ nhất mình ăn là nguyện không làm điều ác, muỗng cơm thứ hai là nguyện làm các việc lành, muỗng cơm thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Có nhiều khi mình cũng đọc lộn nữa. Ta nguyện đoạn nhất thiết ác, mình nguyện đoạn nhất thiết thiện. Nguyện
tất cả điều thiện con xin dứt hết, còn các điều ác con xin làm. Tức là nguyện đoạn nhất, ta là nguyện đoạn nhất thiết ác thì mình tụng lộn là nguyện đoạn nhất thiết thiện. Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, mà tu nhất thiết thiện mình đọc lộn là nguyện đoạn nhất thiết thiện. Nhiều khi nó mình quên. Thì bây giờ mình nói là bản thân mình tụng kinh á, đôi khi mình tụng hoài mà còn chưa thuộc, thì đối với một chúng sanh căn lành chưa đủ thì làm sao mình nói một lần người ta nghe. Người ta đã căn lành không đủ, hay nói một cách khác, mình thấy một người đó bệnh, mình đưa người ta uống thuốc, nhưng người ta không tin mình, bởi vì mình không phải là dược sĩ, mình không phải là bác sĩ, mình chỉ cũng là bệnh nhân uống thuốc như người ta. Rồi người ta mới nói, có nhiều khi ta nói, nhiều khi thuốc này của anh, của chị, tôi uống vô, biết tôi hợp không? Không, mà anh có phải là bác sĩ, có phải là dược sĩ đâu mà anh đưa thuốc tôi tin. Rồi nhiều khi làm sao nữa, người ta nhìn cái cách tu của mình, người ta thấy cách tu của mình là người ta sợ quá rồi, bây giờ biểu người ta tu theo mình, người ta cũng ớn. Cho nên Đức Phật nói cái dạng người, dạng bệnh thứ nhất là cho dù có gặp được thuốc men, gặp được thuốc men, gặp được người chăm sóc, nhưng bệnh vẫn không hết. Là bởi vì, nhưng bởi vì thứ nhất là nhiều khi cái người chăm sóc không đủ niềm tin cho người ta, hay là đôi khi người ta thấy mình cũng bệnh gần chết mà đi giả bộ chăm sóc mình ta, thí dụ vậy. Cho nên trong chuyện có kể cái anh đó, ảnh quảng cáo kem đánh răng, ảnh nói kem của tôi á, là đánh vô là răng trắng, răng đều, ảnh nói đủ thứ hết. Người ta bu vô, người ta mua thiệt là nhiều, ảnh khoái quá trời, cái nhăn răng ra cười. Cái người ta thấy cái bộ răng của ảnh, cái người ta bỏ kem xuống hết. Tại vì nãy ảnh quảng cáo quá trời về cái kem đó. Khi mà người ta bu vô, người ta mua thì ảnh mừng quá, cái ảnh khoái. Ảnh cười lên, cái ta thấy cái bộ răng ảnh, ta thấy là cái kem này nó trật lất với cái điều ảnh giới thiệu rồi. Giống như cái ông đó, ông bán một bên là ông bán dao, một bên là ông bán thớt. Ông mới nói dao này bén lắm, chặt gì cũng đứt. Rồi qua bên này ông bán gỗ, ông nói gỗ này chắc lắm, không gì chặt đứt. Ở trong cái cuốn Cổ Học Tinh Hoa nó có kể cái câu chuyện đó. Một bên bán dao, bên bán gỗ mà quảng cáo vậy đó. Dao này tốt lắm, chặt gì cũng đứt. Rồi bên này gỗ này tốt lắm, không gì chặt đứt. Cái người ta hỏi vậy anh bán gì? Bán dao hay bán gỗ? Vậy thì thưa đại chúng, là cái dạng người thứ nhất rất có thể là mình. Bởi vì mình đừng có nói ai, nhiều khi chính bản thân mình là một dạng người bệnh. Thuốc cũng rất nhiều nhưng mà không có bớt giảm. Hoặc là đôi khi mình uống thuốc không miên mật. Pháp Hòa là một dạng người uống thuốc không miên mật. Bác sĩ nói là Pháp Hòa uống thuốc bao tử, ráng uống 3 tháng cho đều thì bệnh bao tử mới có thể giảm được. Ông đưa chai thuốc 2 chai từ tháng 5, ông nói là uống hết 2 chai này. Có cái chai thứ nhất thôi mà từ tháng 5, bây giờ là tháng 11 rồi, ông uống không hết nữa chai. Vì không có nhớ uống thuốc. Thì thưa đại chúng á, là cũng giống như mình vậy. Vì cái cách tu của mình á, một lát vầy lát khác. Và đôi khi á, mình tu thì một chút mà phiền não thì nó nhiều hơn cái chút đó. Thành thử ra nó lấn lướt cái thiện căn, cái thiện nghiệp của mình. Thì Đức Phật nói trong kinh, dạng người thứ nhất là có thuốc, có chăm sóc nhưng không hết bệnh. Cũng giống như chúng sanh được gặp được cơ duyên, gặp rất nhiều cái điều tốt lành, nhưng mà thiện nghiệp không thể phát triển, không thể thâm sâu. Bây giờ mình kiểm lại coi có phải mình là như vậy. Có đôi khi mình tụng kinh mình cũng thuộc dữ lắm chứ, nhưng mình không có thẩm thấu. Đôi khi mình nghe mình hiểu hết á, nhưng mà mình không có để cái đó nó thành ra lương dược để mà nó cứu cái khổ của mình. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình độ một đứa con mình nó khó vô cùng. Mình độ một người thân mình khó lắm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật không cho mình bỏ người này nha. Hồi nãy Đức Phật nói đó, cái dạng người thứ ba là có bệnh rồi chăm sóc rồi được hết bệnh, người này là mình sẽ lo họ được. Nhưng không thể bỏ hai hạng người trên.
Tại sao? Bởi vì họ là những chúng sanh cần được mình quan tâm chăm sóc. Mặc dù biết họ uống thuốc không hết, nhưng mình tin rằng mình làm hết khả năng của mình, đến khi nào họ mất đi rồi thì mình mới cam tâm mình chịu. Thì cũng như thế, có những người mình phải đem hết tâm mình độ họ. Có một em đó, nó được một thầy nhận nuôi ở trong chùa, nuôi nó từ hồi nhỏ cho tới lớn. Mà tới khi mà nó rời chùa, nó không có đi tu, thầy chỉ nuôi nó trong chùa, bởi vì nó không có cha mẹ. Vậy mà quý vị biết, cộng chung lại cái thời gian nó ở chùa mười mấy năm như vậy đó, nó lên chùa lễ Phật tụng kinh không đầy 20 lần. Mà đến độ thầy nói là con nhìn những Phật tử bên ngoài, hàng tuần người ta về chùa, người ta tụng kinh, người ta không quả, mà con ở ngay trong chùa mà con không bước lên chùa con tụng kinh. Nó mô Phật, nó dạ, nhưng mà nó không làm. Quý vị thấy không? Ở ngay trong chùa luôn, mà bởi vì thiện căn nó kém quá, cái thiện nghiệp nó kém quá, hay là có nhiều khi nó là một cái loại cây không có rễ, chết cái rễ rồi, cây khô rồi. Cho nên hồi xưa mình có cái tiếng, một cái câu chữ Nho đó: Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng khắp, khoa thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, không thể nào thấm nhuận được những loài cỏ cây không có rễ. Phật môn quảng đại là cửa chùa mở rộng, nan dung bất tín chi nhân, khó mà có thể dung nạp được người không có niềm tin. Người không niềm tin thì làm sao họ có thể chấp nhận? Nhưng mà rồi mình kiểm lại lý do nào, nhiều khi thiện căn không có, hoặc là nhiều khi trong cuộc đời họ đã từng gặp những điều không hay, cho nên từ đó họ thối chí nản lòng. Bởi vì sao? Có thể họ nghe nhầm giáo pháp, họ gặp những người truyền đạt cho họ nhưng mà truyền đạt không có đúng chánh pháp, để rồi họ lầm tưởng chánh pháp. Ví dụ có những người, người ta hiểu lầm nha, người ta nói làm phước được phước, nhưng mà người ta thấy rõ ràng đời này cái người đó làm phước quá trời mà chả có phước gì hết, từ đó họ thôi chi. Rồi họ thấy cái câu đó nó sai, làm phước được phước mà tôi thấy tôi có phước gì đâu, mà cái người đó đó họ làm phước quá trời mà họ được phước gì đâu. Rồi mình nói là làm lành được lành, tôi thấy người đó làm lành mà gia đình họ vẫn khổ, tại vì họ chỉ nghe câu nói đơn giản mà họ chưa hiểu được nhân quả thì cả ba đời. Có nhiều khi một cái cây mình mới trồng 10 năm mới có trái, và có những loại cây mình gieo xuống 3 tháng đã có hoa. Cho nên không thể nào một cái tổng quát mà như vậy được. Cho nên cái người không có cái căn lành, chúng ta ẩn nhẫn, chịu đựng, tưới tẩm. Có một cái chú đó trong chùa, chú trồng cây á, chú tỉa cây. Thì cái ông cư sĩ đi tới chùa, ông gặp cái vị này đang trồng cây mà lại tỉa. Tỉa xong rồi đi qua cái chỗ thứ hai thì lại thấy cái vị này chuyển cái cây nhỏ trong cái chậu nhỏ qua cái chậu lớn. Rồi ông qua cái chỗ kia thấy cái cây nó héo queo mà ông tưới nước. Thì cái ông cư sĩ này thấy cái vị thầy này làm ba công việc: tỉa cây, rồi dời chậu, đổi chậu, rồi lại tưới một cây héo. Thì ông mới nói rằng cái cây người ta đang mọc xung xuê như vậy, tại sao ông đi tỉa? Thì vị thầy này mới trả lời: vì nó mọc xung xuê cho nên tôi phải tỉa cho nó đẹp. Con người chúng ta cũng thế, cho dù tài năng cỡ nào, giỏi giang cỡ nào, thì cũng phải được tỉa tắn thì nó mới gọn gàng, nó mới đẹp. Có phải không?
Thì cũng vậy, một cái người mà họ giỏi mà không có cái sự trao dồi, không có cái sự chặt đốn thì nó cái cây nó không đẹp, nó mọc tùm lum. Cũng giống như quý vị Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái người mà người ta giỏi nấu ăn, người ta nấu ăn á, một cái bữa tiệc á, là người ta phải nấu món nào nó đi với món nào, chứ đâu phải có tài năng bao nhiêu rồi thi thố hết thì cái bữa ăn nó mất ngon. Pháp Hòa ví dụ đi, nếu mà bây giờ Pháp Hòa một cô nào đó nấu rất là giỏi bốn món bún, bún riêu, bún Huế, bún mắm, bún thang gì, mà không lẽ khách tới nhà đãi món bún bốn món bún, nói đây là bốn món tuyệt chiêu của tôi, ăn sao được. Thì cũng như thế, nếu chúng ta là một người giỏi về thức ăn thì chúng ta phải biết nấu, dù có nhiều món nhưng mà nó phải đi với nhau. Và thậm chí dọn ăn cũng phải dọn sao nó đi cho nó phù hợp. Trời ơi, người ta, quý vị thấy ăn đi ăn tiệc tàu, đầu tiên là có món súp, món khai vị. Ăn khai vị tức là làm cho nó bắt cái vị cho cái lưỡi mình. Rồi sau đó ăn một chén súp nhỏ nhỏ để mà nó nóng, nó ấm và nó dẫn thức ăn. Rồi sau đó mới ăn món này món kia, món cuối cùng là cơm xào hay là mì xào. Bởi vì cơm và mì nó mau no, ai ăn lặt vặt hồi nãy chưa no thì người ta ăn cái chén cơm này nó no là kết thúc. Còn chưa gì hết đương chén cơm, người ta ăn cơm cái khỏi mấy món kia nó ế. Thì cũng như vậy, một cái cây mà nó tươi tốt, nó đẹp mà nó chỉa cành chỉa nhánh không được thon gọn thì mình phải cắt lại cho nó thon gọn. Một người tài mà không có sự chỉ dẫn tỉa chỉnh thì cái cây đó không phát triển đẹp được. Cho nên quý vị nhớ trong Tây Du Ký không, ai là người bị chụp cái mão lên trên đầu? Tôn Ngộ Không. Bởi vì ổng tài năng quá đi, không ai điều trị được ổng. Ổng tự xưng ổng là Tề Thiên Đại Thánh mà, tức là một ông thánh lớn bằng ngang với trời. Chữ Tề Thiên là bằng trời. Ổng có sợ ai? Ổng xưng ổng là bằng trời thì ổng ngán ai nữa. Một con người tài năng mà không có giới đức là tượng trưng cho cái vòng đó thì người đó rất là dễ làm nên cái lỗi lầm. Cho nên người giỏi, người tài là phải có giới đức. Cũng giống như mình đấy, mình lái xe thật giỏi nhưng mà phải theo luật. Lái xe giỏi mà không có theo luật là mình có thể gây tai nạn cho người. Đó, thì cái cây thứ nhất là mình phải tỉa. Rồi cái thứ hai là gì? Mình phải đổi cái chậu. Nghĩa là mình thấy ai có khả năng, cái cây nó có khả năng nó phát triển, tại sao mình cứ gò bó nó trong một cái chậu nhỏ? Mình phải dời nó qua một cái chậu lớn để nó có khả năng nó phát triển. Người ta có tài, mình cứ ém tài người ta xuống. Mình không cho người ta đóng góp phát triển ở trong cộng đồng, trong đạo tràng, trong cái đoàn thể của chúng ta, hay là trong gia đình, thì làm sao người đó có khả năng phát triển được. Cho nên mình thấy ai giỏi, mình phải nâng đỡ, mình phải giúp. Rồi cái cây kia nó héo mà tại sao phải tưới? Bởi vì chính nó héo cho nên phải tưới cho nó tươi. Trừ khi nào nó hết chịu nổi, nó chết thì đành chịu, chứ không thể nào nói trước sau cũng chết tưới làm gì. Phải không? Cũng như thế, chúng ta không bỏ ai được hết. Bởi vì người nào chúng ta, chúng sanh nào cũng cần được độ. Mà đặc biệt là có những chúng sanh thuốc men rất nhiều mà không chịu uống. Cho bây giờ mình muốn độ con cái mình, người thân mình, mình phải biết công thức. Có nhiều khi mình ép nó quá rồi nó phản kháng. Thì có một cái em đó, hồi nhỏ nó đi chùa, là lúc nào bà ngoại cũng bắt nó đủ thứ hết. Và khổ cái là bà ngoại hơi mê tín, cho nên tối ngày bà ngoại phát triển cái đức tin mà theo cái kiểu mê tín, là nó thấy nó không hợp, nó bất đồng. Nhưng mà nhỏ nó không nói. Khi nó 13 tuổi, 14 tuổi là trong đầu của nó là nó biết là nó có khả năng nó chống lại cái điều mình nói. Thì bây giờ kêu nó lại Phật, nó không lại. Kêu nó đi chùa, nó không đi.
Nhưng mà mình nó biết, mình không dám làm gì nó, mà không đánh nó được, mà mình cũng không nói gì được nó, thì cuối cùng mình mất nó. Là vì hồi nhỏ đó, cái cách hướng dẫn của mình không có nhẹ nhàng và không có giải thích. Và cái giải thích của mình nó không có logic, nó không có make sense. Ví dụ thôi, lại Phật đi con, lại Phật cho mình giỏi. Thì con nít là nó nghe cái gì nó cũng được, nhưng mà nó nói thiệt không? Và có những người như một Phật tử đây nè, ổng kêu hồi nhỏ đi chùa mà kêu lại Phật, nó cái này cái tượng chứ đâu phải Phật mà kêu con lại. Thành thử ra mình phải biết có những chúng sanh người ta chưa có thể thấm. Hoặc là có những người họ không thể nào chấp nhận cái cách của mình, bởi vì cái kiểu của mình nó không có cái tính chất cởi mở trong khi chúng ta tu học. Và thưa đại chúng, trong kinh Phật á, Phật nói đứa con nào mà sanh ra mà mình tu mà nó không tu, mình thiện mà nó không thiện, nói chung là nó làm ngược hết với tất cả những gì mà đời sống trong gia đình làm đó, quý vị biết Phật gọi con đó là con gì không? Đứa con đó Phật gọi là liệt sanh. Liệt sanh. Liệt sanh là sao? Đứa con đó nó tệ, nó dở, bởi vì nó sanh ra trong gia đình mình, mà gia đình mình là thật đạo đức, thật tu hành, thật là hiền hòa, nhưng nó đi ngược tất cả những gì mà gia đình hướng dẫn nó, dạy dỗ nó. Và nhiều khi gia đình sống rất đẹp, nhưng mà đứa con nó hoàn toàn nó không có gì hết, bởi vì cái chủng tử nghiệp xấu của nó mạnh quá. Và mình có cái nợ với nó, cho nên nó trở về với mình, nhưng mà nó hoàn toàn nó ngược với những gì cha mẹ và gia đình. Thì Phật gọi con đó, đứa con đó, nó được sanh ra và được sanh gọi là liệt sanh. Còn cái đứa con mà gia đình mình tu, nó tu theo, mình thiện, nó thiện theo, nói chung là mình làm lành, nó lành theo, đứa con đó Phật gọi là tùy sanh. Tùy sanh tức là nó đi theo mình, nó tùy theo mình. Thí dụ như gia đình ăn chay, nó ăn chay. Gia đình niệm Phật, nó niệm Phật. Nói chung là nó làm theo những gì gia đình hướng dẫn nó. Nhưng mà ngược lại có những đứa con gia đình hoàn toàn quá dở, nhưng mà tự nhiên có một đứa con đó nó trội, nó sanh ra mà nó tu hành, nó biết rất nhiều những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Đứa con đó Phật gọi là ưu sanh. Ưu là ưu việt á. Ưu sanh. Bây giờ ba dạng con cái ha. Một là liệt sanh, hai là tùy sanh, ba là ưu sanh. Thế thì nếu mà chúng ta có một đứa con mà mình nói nó không nghe, thì mình biết là mình sanh một đứa con gọi là liệt sanh. Mà nó liệt sanh thì mình không phải tê liệt theo nó, mà mình biết rằng chỉ có cái đức và cái phước mới cảm hóa được nó, chứ còn mình lời nói không thể đâu. Thì bây giờ mình muốn mang cái cảm hóa cho đứa con liệt đó thì phải làm thế nào? Mình phải tu thật. Mà tu thật là phải thật tu. Mình phải thật lòng tu và tu cái chân thật, cho gọi là tu thật và thật tu. Mình phải phát tâm cho thật. Bởi vì Đức Ngài Thật Hiền có nói với chúng ta rằng nếu chúng ta không khéo là chúng ta sẽ bị rơi vào cái trường hợp phát tâm mà tám loại tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị tám loại tâm. Nghe được không? Hết giờ thì. Ngài Thật Hiền nói như thế này. Phát tâm là phải hiểu tám tâm để phát. Một là tâm chánh hay tâm tà. Hai là tâm chơn hay tâm ngụy. Chơn là chơn thật, ngụy là giả dối. Giống như ngụy quân tử vậy đó. Thêm chữ ngụy là giả. Phát tâm chánh tâm tà. Phát tâm chơn hay tâm ngụy. Phát tâm đại hay tâm tiểu. Phát tâm thiên hay tâm viên. Tâm thiên là thiên lệch, tâm viên là tròn đủ. Như vậy thì
tất cả chúng ta ai cũng phát tâm hết á. Phát tâm làm Phật sự, phát tâm bố thí, phát tâm ăn chay, phát tâm tu hành, phát tâm niệm Phật. Nhưng mình phải hỏi lại mình phát những tâm này căn cứ vào cái nào mình phát. Trong 8 cái tâm thì chúng ta phải bỏ 4, lấy 4. Nếu mà tâm chánh với tâm tà thì phải phát tâm chánh mà bỏ tâm tà. Lấy tâm chơn mà bỏ tâm ngụy. Lấy tâm đại mà bỏ tâm tiểu. Lấy tâm viên mà bỏ tâm thiên. Gọi là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đó là 8 tâm mà Ngài Thật Hiền nhắc nhở chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn cảm hóa một người con, cảm hóa một người thân, trước hết là phải thật tu. Thật tu là thật phát tâm tu, không danh không lợi, không có thấy người ta làm mình làm theo để mà người ta cũng biết mình là ai. Phải không? Mình phải làm như Ngài Quảng Đức, tự thiêu mà không cần ai biết. Cho nên thi sĩ Vũ Hoàng Chương mới làm bài thơ tặng Ngài Quảng Đức đó. Ngài Quảng Đức tự thiêu, ông mới làm bài thơ nè, rất dài, nhưng mà đọc một đoạn cho đại chúng nghe. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Cái tượng của Ngài mình có tạc bằng ngọc bằng đá, Ngài đâu có cần. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc. Lịch sử của Ngài mình có viết lên lụa, viết lên tre, Ngài cũng chẳng cần. Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Vì sao? Ngay cái chỗ Ngài ngồi tự thiêu đã là một cái gì nó tuyệt đẹp rồi. Cho nên cái câu thơ thứ ba, chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Tượng có ngọc hay đá cũng là vật chất vô thường, có ngày nó cũng sẽ bể đổ. Rồi mình có viết tên của Ngài trên lụa, trên tre, nó cũng mục nát hết, phải không? Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Ngọc hay đá, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Nhưng cái này còn nè, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Bài thơ Vũ Hoàng Chương hay lắm, Phật tử phải thuộc bài thơ đó. Lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng trán rưng rưng, đông tây nhòa lễ ngọc. Quý vị về tìm bài thơ Vũ Hoàng Chương học bỏ túi. Rồi khi nào mà trên đường Phật sự của mình làm cái gì mà mình nghĩ người ta sao ta quên tôi, tôi quan trọng mà sao quên tôi, thì tự nhiên nhớ liền. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ấy ta. Trời, làm cái việc khủng, nghe, làm một cái việc mà vĩ đại như Ngài Quảng Đức mà Ngài còn không có màng cái chuyện đó, mình là gì đâu. Cho nên không cần phải học phương pháp diệt ngã, nếu ngay từ đầu mình làm gì cũng vô ngã. Đạo Phật là đạo vô ngã, không, đã nói từ đầu là vô ngã. Anh không vướng ngã thì anh học cái gì để mà diệt ngã. Anh khỏi chấp thì anh khỏi cần học cách giải chấp. Ngay từ đầu xả cái một, ngay nó là nước, hất liền thì nó khỏi thành đá. Mà đợi nó thành nguyên cục đá rồi muốn nó tan cái phải để vô nước, phải đợi thời gian nó mới tan được cục đá. Mà ngay khi nó thành đá, nó là nước thì cứ đổ nó hất cho rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn độ người khó độ, người ta khó chịu thì mình chịu khó. Người ta khó chịu mình chịu khó. Mà người nào mà quý vị thấy không, nếu ai làm việc gì muốn độ một người nào mà dễ dàng thì tâm cái gì dễ sanh?
tâm kiêu mạn dễ sanh. Cho nên trong 10 điều tâm niệm mới nói đó, ở đời đừng cầu việc gì không khúc mắc, vì không khúc mắc thì Phật đạo nan thành. Làm việc gì đừng thuận theo ý mình, vì thường thuận theo ý mình thì lòng kiêu sa nổi dậy. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Phải lấy xả lợi làm vinh hoa, thấy lấy cái người bạn xấu làm cái người mà thiện tri thức cho mình, gọi là 10 điều tâm niệm. Vậy thì bây giờ tất cả chúng sanh, người nào mà có cơ duyên gặp Phật Pháp, chúng ta là những người thứ ba được gặp Phật Pháp, được nghe Phật Pháp, mà nhờ Phật Pháp mà chúng ta bớt bệnh. Bây giờ bớt bệnh, bớt khổ, cũng không thể quên những người kia, nhưng phải biết cách. Và chúng ta phải biết rằng nhiều khi cái nói của mình không bằng cái làm, bởi vì chính cái làm của mình mới là cái bài học vô giá cho người khác chuyển hóa. Pháp Hòa có một người thầy, một người thầy bạn, thầy mới than, thầy nói trời ơi sao đệ tử tôi nói hoài nó không nghe, nó cứ cãi tôi không à. Thầy độ cho người xuất gia. Thầy Pháp Hòa mới nói bây giờ thầy lại Phật đi, thầy lại Phật, thầy sám hối. Nhiều khi nghiệp của thầy tiêu thì thầy nói đệ tử nghe, tại vì nhiều khi thầy với đệ tử có duyên nhưng mà chưa đậm. Thầy lại hết cuốn Vạn Phật. Thầy phone Pháp Hòa, thầy nói cảm ơn nghe, linh quá. Bởi vì khi mà mình lại Phật, mình thành tâm, mình tiêu trừ được cái nghiệp của mình. Nhưng mà Pháp Hòa nói đại chúng nghe, tiêu nghiệp là sao? Cái giờ mình lại Phật tiếng đồng hồ đó, con mắt mình nhìn cái tên của Phật, miệng của mình đọc danh hiệu của Phật, ý của mình quán tưởng theo cái nghĩa danh hiệu Phật, mà mình lo mình lễ Phật một giờ đồng hồ là mình bớt lải nhải nó một giờ đồng hồ. Mình tu 1 tiếng ở đây, mình tu 2 tiếng ở đây là mình bớt 2 tiếng mình tụng nó. Mình lo mình tụng ông Phật, nhưng mà mình tụng vậy cái là giảm cái nghiệp. Giảm là vậy chứ không có ông Phật nào mà cho mình giảm. Nhưng mà tự thân mình mượn phương tiện tu lễ Phật để mình giảm cái nghiệp nói năng của mình. Bởi vì mình bực lắm, mình thấy nó là mình tụng mà. Đi học về cái đó coi cái hình thù nó đó, dơ hầy mà nó không tắm à. Nó lên trên giường nó nằm, cái đấy nằm dơ mình mấy vậy mà cũng ngủ. Rồi mình nói nó ở dơ, mình vô ra mình nói quần nói áo nó, rồi nó ăn nó uống mình nói nó. Nội cái chuyện đời hàng ngày mình nói nó nghe cũng muốn xỉu rồi, giờ nó nghe mình giảng pháp nữa chắc nó chết luôn. Cho nên mình phải biết, mình mà nói hoài nó không nghe đâu. Thì cũng giống mình thôi, cũng giống y như mình. Thí dụ như hồi xưa trước khi mình phát tâm mình tu, mình giống nó vậy, mình có phát tâm được không? Đâu được đâu. Mà phải đợi tới 20-30 tuổi mình mới bắt đầu phát tâm. Mà giờ nó mới 9-10 tuổi mình biểu nó phát tâm như mình, mà nó chậm lụt cái mình nói sao con mình nó lì quá, mình nói nó không nghe. Rồi nhiều người thấy thương thầy quá, quý thầy quá, thầy vuốt đầu cho con nó hết cứng đầu rồi. Pháp Hòa mới nói thầy còn cứng hơn nó nữa. Thưa đại chúng, cái đó là cái tâm thiện của mình, phải không? Mình muốn là thầy vuốt đầu, nhưng mà mình phải biết nó thích không. Nhiều khi mà mình biểu thầy vuốt mà nó không chịu, nó làm quê thầy nữa. Nè, thì bây giờ Pháp Hòa mới nói cái dạng thứ nhất là uống thuốc hay là chăm sóc không hết bệnh. Mà đồng thời có những người mình làm tất cả nhưng mà họ không có chuyển hóa được, đừng nản lòng, vẫn tiếp tục độ họ qua cái cách tu sống của mình. Pháp Hòa chỉ muốn xác định là người mà người ta uống bệnh thuốc không hết bệnh, nhưng không như vậy mà mình bỏ phế người ta, không chăm sóc cho người ta đến giây phút cuối. Phải làm hết tất cả.
Rồi đến khi nào mà người đó, người ta thường hay nói ở ngoài đời á, tận nhân lực tri thiên mạng, hay là muôn sự tại nhân thành sự tại thiên. Còn Phật tử chúng ta nói là sao? Muôn sự tại nhân thành sự tại duyên. Tại duyên chứ không phải tại thiên. Cái duyên mà. Ví dụ như hôm nay ở đây rất nhiều Phật tử muốn đi nhưng mà ta đi không được. Thứ nhất là xa quá, thứ hai là việc làm. Rồi bây giờ tất cả cái gì cũng phải đủ duyên. Mình thiếu duyên cũng không được. Cho nên mình phải biết đó, có nhiều đứa con ba nói nó nghe, mẹ nói nó coi thường. Hay là ngược lại, mẹ nói nó được mà ba nó nói là hồi hai cha con cự lộn. Mình phải thấy những cái điểm đó rồi mình phải cảm hóa, mà vừa độ ông chồng mà vừa độ luôn đứa con nữa. Cực lắm chứ không phải thường đâu. Cho nên quý vị cũng là giảng sư đó. Quý vị đang đi hoằng pháp đó, nhưng mà phải hoằng sao cho con cái mình nó đỡ hoằng hoại. Cho người nhà mình đỡ hoằng hoại. Mình hoằng sao nó cong queo luôn. Quý vị nhớ bài thơ của Hải đọc quý vị nghe không? Con tôm mẹ nó nói với con tôm con: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó cũng có lý, nó chắp tay nó nói: con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôm mẹ nó biểu con tôm con đi thẳng vậy đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Rồi cái dạng người thứ hai: không uống thuốc, không cần chăm sóc mà bệnh hết. Có không? Cái dạng người này là duyên giác. Có nhiều người á, người ta không có ai khai quá hết á, nhưng mà trên cuộc đời người ta tự nhiên người ta khổ một cái một, ta tỉnh thức cái rụp. Đâu ai khai quá. Người ta thấy một cái người kia mới vừa sân sẩn, khỏe mạnh, đang ngồi uống cà phê, đang nói chuyện với bạn, gục xuống cái chết tại chỗ, tự nhiên ta tỉnh thức liền. Trời ơi, cái anh đó anh khỏe vậy mà anh còn như vậy. Tự nhiên từ đó về sau người ta buông xả. Có những người người ta không cần ai. Cái người đó gọi là thượng căn thượng trí. Cái người đó là có chủng tử rồi. Chỉ cần thấy cái hình ảnh là chủng tử nó sống vậy hết. Có những vị người ta chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa thôi, tự nhiên ta phát tâm tu. Ta nghe một lời kinh thôi, ta phát tâm ta tu. Cho nên á, nhưng mà những người này nè, những người này mình cũng không bỏ họ được. Tại sao? Bởi vì tuy họ có phát tâm, nhưng trên con đường tu họ cần thiện tri thức nâng đỡ. Đó. Quý vị thấy Phật dễ thương không? Đối với người nghĩa là biết bệnh không hết mà vẫn ráng giúp. Rồi đối với những người đã tự uống thuốc, tự không cần uống thuốc mà hết bệnh là thượng căn, nhưng đừng bỏ họ. Tại vì họ có cái thiện căn đó, nhưng mình phải trợ duyên cho thiện căn đó ngày thêm phát triển. Mình phải trợ lực cho người đó để họ làm Phật sự cho tốt hơn, để mà phát triển. Đừng nói thôi anh tự đi được rồi. Không, người ta cũng cần. Cho nên mình mới có câu gì: ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình thường nguyện là nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ. Rồi bây giờ dạng người thứ ba là dạng người bình thường phải uống thuốc mới được hết bệnh. Thì chúng ta cũng thế, phải có Phật pháp để giải bệnh chúng ta. Thế thì chúng ta không thể nói tôi không cần nghe pháp, tôi không cần tụng kinh, không được. Phải nghe pháp, phải tụng kinh, niệm Phật để làm gì? Để thanh lọc, để chuyển tâm.
không tụng kinh, lâu ngày nó quên. Không niệm Phật thì làm sao Phật ở trong lòng mình? Mà khi mình cận tử nghiệp là sát cái giờ phút lâm chung đó, biết bao nhiêu những hình ảnh xấu nó đua về, nó lôi kéo mình, mà mình không có Phật thiện căn ở trong lòng, cái đó nó không có dẫn mình đi được. Lúc đó là những cái kia nó dẫn mình đi. Thí dụ bây giờ thời gian của mình không để niệm Phật, mà mình đánh bài tứ sắc, tướng sĩ tượng xe pháo ngựa, thì cái giờ phút đó là mấy cái con đó nó lôi, tướng sĩ tượng xe pháo ngựa nó kéo, chứ đâu phải Phật dẫn, phải không? Còn nếu mà mình thường niệm Phật thì Phật mới dẫn mình được. Cho nên trong kinh có câu á, niệm Phật chắc Phật rước ta, câu đó là đúng. Niệm Phật thì Phật rước, mà niệm ma thì ma rước, niệm cờ bạc thì cờ bạc rước, niệm rượu chè thì rượu chè rước. Người ta hỏi khi chết đi về đâu, hằng ngày mình hướng về đâu thì lúc đó mình ngã về đó. Như cái cây nó nghiêng về tay trái mà quý vị chặt cưa nó xuống, nó nhất định ngã về trái chứ không thể ngã về phải được. Mà nó đã nghiêng về tay phải, quý vị cưa nó sẽ ngã về tay phải. Tại vì có người hỏi Phật câu đó. Bây giờ chúng con tu nè, rồi lỡ một ngày nào đó chúng con ra đường, chúng con bị tai nạn xe cộ, chúng con chết thì chúng con đi đâu? Phật nói ông lo chi chuyện đó, hằng ngày ông hướng tâm về đâu. Còn cái chết bất cứ kiểu gì, đó là nghiệp của đời này dồn tại lợi, trả một lần. Còn tâm đời này hướng về đâu thì đi về đó. Cho nên hằng ngày á, mình phải huân tự, huân tu cái thiện nghiệp. Cho nên cái quyển kinh á, cái quyển kinh mình tụng đó, tại sao gọi là kinh? Tại sao gọi là quyển kinh? Bởi vì tất cả từng trang, từng chữ nó kết hợp lại để nó đưa ra đạo lý cho mình sống hợp với căn cơ của mình, hợp với đạo lý, gọi là khế lý, khế cơ thì gọi là kinh. Nói cho đủ là khế kinh. Kinh là nói tắt. Nói đủ là khế kinh. Mà khế kinh nghĩa là gì? Là khế hợp chân lý và khế hợp căn cơ. Ví dụ như trong quyển kinh Nhật tụng, mình tụng là có nghi thức cầu an, có nghi thức cầu siêu, có nghi thức sám hối. Thể hễ 14 rằm cái mình mở nghi thức sám hối. Ai bệnh thì mình mở nghi thức cầu an, ai mất thì mình dở nghi thức cầu siêu đó. Một cái ví dụ đơn giản là nó phù hợp trên hình tướng, là nó phù hợp với mỗi hoàn cảnh mình cần. Còn trên đạo lý là chúng ta hợp với căn cơ nào thì chúng ta nhận cái pháp tu đó. Thì nó tóm lại, trong một bài kinh Đức Phật nói bệnh có ba dạng. Một là những người có bệnh và uống thuốc rồi mà cũng không hết, không cần thuốc men chữa trị mà người này bệnh vẫn hết. Và có một dạng người phải uống thuốc chữa bệnh, gặp bác sĩ thì bệnh mới hết. Chúng sanh cũng thế, có những người do nghe pháp gặp Phật đủ thứ hạnh lành, nhưng hạnh lành thiện nghiệp không phát triển. Có những người không cần gì hết nhưng mà tự thiện căn phát triển. Nhưng mà cái dạng người thứ ba là phải giáo hóa, phải tiếp xúc thì người này mới đầy đủ ở trong Phật pháp được. Cho nên nhà nhà cần phải có cái bàn thờ Phật để luôn luôn hướng tâm Phật nhắc nhở mình. Rồi ai ai cũng phải tụng kinh để mỗi ngày tâm mình được tịnh. Mình lại Phật mỗi ngày để tiêu mòn cái bản ngã của mình. Đời sống hàng ngày của chúng ta phải lấy ba điều làm chuẩn. Một, đừng làm ác. Hai, ráng làm lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Hay nói cách khác, thân phải làm thiện, miệng phải nói thiện, ý phải nghĩ thiện. Mà thân, miệng, ý mà thiện, ngày giờ nào mình sống cũng đều thiện. Khỏi coi ngày, không cần coi ngày tốt xấu. Nếu ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, ngày đó ngày là ngày lành tháng tốt. Còn nếu ngày nào thân nghĩ xấu, miệng nói bậy, thân hành bậy thì ngày giờ phút đó là ngày xấu. Phật tử không cần coi ngày tốt xấu, cứ nhớ làm lành
nghĩ lành, nói lành, không bao giờ mình đau khổ. Mà nếu những cái gì nó đến với mình thì mình vẫn biết đây là cái điều thật của cuộc đời này. Thấy không? Cuộc đời này, bản chất của đời này là khổ. Nhưng mà chúng ta nhận ra khổ thì chúng ta bớt khổ, giảm khổ và dần tới cái chỗ không khổ. Còn nếu chúng ta không nhận ra được sự thật của đời này, một chút xíu cũng làm mình khổ. Cũng giống như người ta thường nói, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cái người chưa bao giờ hiểu đạo, trời ơi chút cũng có thể la làng la xóm lên được. Còn mình bây giờ sao? Nhồi quá rồi, thôi giờ cũng bình thường. Thôi thì chúc đại chúng nghe cái bài kinh của Phật nói về ba dạng bệnh, cũng giống như ba dạng chúng sanh. Ai trong chúng ta cũng đều cần thuốc để chữa bệnh. Và chúng ta cũng không quên và bỏ rơi những người dù bệnh uống thuốc mà không hết, hay là tự động hết bệnh, mình vẫn tiếp tục giúp đỡ trợ duyên cho người đó. Ai cũng phải có thiện, mà có thiện thì phải làm. Ai cũng có cái xấu, phải làm cho nó dứt. Thế gọi là tinh tấn. Tại sao là tinh tấn? Bởi vì mình đã rõ, mình đã tin tưởng tại sao mình phải tu rồi, thì không lý do gì mình giải đãi. Mình biết tại sao mình phải làm. Cũng giống như mỗi ngày mình quét nhà, mình biết tại sao phải quét nhà, vì nhờ quét nhà mà nhà sạch. Cũng như thế, tại sao phải tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh, vì mỗi một thời kinh là một lần mình quét tâm. Quét nhà cho nó sạch, tụng kinh là quét tâm. Mà quét hoài thì thế nào tâm mình cũng sạch. Hiểu như vậy cho nên không có bỏ, không có lười, mà siêng năng tinh tấn. Xin chúc đại chúng được an vui và tu tập theo lời của Phật. Rồi bây giờ mình hồi hướng trước, rồi nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể hỏi, rồi mình học hỏi thêm nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị có ai có câu hỏi gì liên quan đến Phật pháp tu hành thì mình cũng có thể nêu ra nếu mình chưa mệt. Mô Phật và Thầy. Dạ. Con có câu hỏi này. Trong quý vị đây á, tiếng cầu là ngày nào cũng tụng kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có 260 chữ trong đó, mà cái câu cuối cùng Yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, vô liền khát và ha. Xin thầy nói rõ cho con biết về cái đó. Yết đế là cái tiếng Phạn mà ra y là thế, mà tiếng Việt không ít. Dạ xin thầy. Cái câu hỏi là khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, cái câu cuối là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, ta bà ha, nghĩa là gì? Xin thưa đại chúng, cái câu đó là câu bằng tiếng Phạn, phiên âm. Cái nguyên gốc của cái câu đó là gate, para gate, parasam gate, Bodhisattva. Dịch ra tiếng Việt: Cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn thêm nữa để đến được bờ giác ngộ an vui. Khi đã đến bờ giác ngộ an vui rồi thì lúc đó là một sự viên mãn rốt ráo. Cho nên mới là yết đế, cố gắng. Ba la yết đế là cố gắng chút nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm nữa, bồ đề
là đến bờ rồi. Bồ đề là bờ giác ngộ rồi. Sa ha hay là ta bà ha nghĩa là vui mừng, là viên mãn, là rốt ráo. Tại sao nguyên cái bài kinh lại nói là không nói gì câu khác mà là cố gắng? Bởi vì ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu, cái then chốt của mình học ở trong cái đó là bát nhã và không. Bởi vì mình có trí tuệ rộng lớn, viên mãn, mình có trí tuệ để quán chiếu tất cả các pháp là không. Pháp Hòa xin thưa cái chữ không này nữa nha. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết. Không có nghĩa là totally nothing. Mà chúng ta phải hiểu chữ không trong Bát Nhã là not real, không có thật. Có chứ không phải không có. Nhưng mà cái có này do duyên hợp. Mà đã là duyên hợp là tạm có. Mà đã là tạm có thì nhà Phật gọi nó là không. Cái thật tướng của các pháp là không tướng. Ví dụ quý vị nói cái hoa này là hoa hồng, nhưng mà hoa hồng là mình đặt cho nó cái tên, chứ bản chất nó không hề tự xưng nó là hồng. Rồi bây giờ tiếng Mỹ kêu là rose, rose hay là hồng nó không dính dáng gì hết. Cái tên của mỗi quốc gia đặt mà. Đặt xong rồi gọi nó. Bây giờ tất cả các cái sắc tướng này đều có tên hết, gọi là danh. Danh là tên. Đây là sắc. Danh sắc là cái mà chúng ta thọ nhận trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà danh của mình thọ đó có thiệt là danh không? Thí dụ mình kêu 7, ông đó đếm từ 1 tới 2 tới mấy trăm nữa chúng có 7. Nhưng mà 7 là tại vì theo thứ lớp gia đình ổng thì ổng thành 7. Mà tại vì 7 là tại mình kêu theo miền Nam 2, 3, 4, 5 chứ còn kêu theo Bắc là có thể ổng mới có 6 à. Tại vì người Bắc là thêm ông cả nữa. Ông cả rồi mới tới ông 2, rồi mới tới ông 3, ông 4. Thí dụ vậy. Cho nên cái có trong Phật giáo nói đó là tạm có, mà chúng ta gọi là diệu hữu. Có một cách rất màu nhiệm. Một hạt để xuống đất, có nắng, có mưa, có nước, có chăm sóc, lên cái hoa gọi hoa hồng. Vậy thì cái có này quý thầy thấy màu nhiệm không? Bản thân con người mình hiện hữu màu nhiệm không? Do tinh cha huyết mẹ, mình là một cái trứng rất nhỏ, rồi từ từ theo năm tháng mình phát triển rồi lên một con người, rồi tự nhiên sanh nó ra, nó bập bẹ, nó không biết trời đất gì hết, mà tới hồi nó biết nó quá trời quá đất. Đó, nó có một cách màu nhiệm mà gọi là diệu hữu. Nhưng mà cuối cùng con người mình là gì? Trở về cái chỗ không. Tất cả sơn hà đại địa vũ trụ này cái gì cũng đều là có hết, nhưng mà chỉ là tạm có thôi. Cho nên Bát Nhã gọi là không. Mà chữ không này là do các uẩn mà nó thành, do các duyên mà nó hợp. Mà đã là duyên hợp thì tạm có. Cho nên học Bát Nhã để có được một trí tuệ nhìn nhận tất cả các pháp là không. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta, người ta chửi mình, nhiều khi mình cũng biết nó không đó mà tức quá chịu không nổi. Quán thì cũng có quán, nhưng mà đôi lúc nó mù quán. Đôi lúc nó quán, nó quản không? Quán thì cũng có quán, mà đôi khi giận quá thì thành mù quán. Mà bây giờ muốn nói cái tự nhiên dằn xuống, cố gắng dằn thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa. Người đó chửi xong thấy mình không nói gì hết, bỏ đi. Mà bỏ đi rồi nói trời ơi khỏe quá, bồ đề ta bà ha, hồi nãy mà tôi nói là có chuyện lớn rồi đó, tôi nhào vô tôi đánh là có chuyện rồi đó. Cho nên Bát Nhã nói, tại sao trong kinh nói, trời ơi mình nghe cái câu đó mình nó tưởng cái gì ghê gớm lắm nghe. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Quý vị nên biết rằng Bát Nhã này là đại thần chú, là đại minh chú, là chú không có cái gì hơn, có khả năng trừ diệt tất cả khổ não, chân thật không hư dối.
Đây là câu thần chú. Tưởng cái gì ghê gớm lắm, cuối cùng chỉ là cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng chút nữa, tới bờ bên kia rồi, vui quá ta bà Hà. Thật sự ra nhà Phật nói, Đức quý vị chỉ nhớ là Phật dạy chúng ta tu là ngay trong đời sống hiện tại, chứ không có cái gì mà nó cao siêu ở trên trời mà chúng ta mò không tới. Nói thiệt là cao, nhưng mà rốt cuộc xuống cũng máy bay đó, nó cũng tự đất mà nó lên tuốt trên trời, mà cuối cùng nó muốn là nó cũng phải xuống đất rồi, chứ nó không có thể nào nói trên trời được hết á. Phật pháp cũng như vậy, Phật pháp cũng như vậy. Cho nên quý vị nhớ là nghe cái bài chú đó, bây giờ mình tự nói với mình, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều khó chịu lắm, nhưng mà chúng ta nhẫn 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 thì mọi việc nó sẽ đi đến cái chỗ viên mãn. Chú chưa hiểu cái độ mà nói dạ. Con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải thích. Làm bàn thờ ở nhà thế nào cho đúng? Hai, thờ cha mẹ ông bà có thể chung bàn được không? Ba là cách thắp nhang lại Phật thế nào cho đúng? Bốn là thắp một cây nhang thay vì ba cây được không? Nhà con có đứa con dị ứng nhang, vậy con có thể đốt đèn cầy thay nhang được không? Thưa đại chúng á, thứ nhất là vấn đề lập bàn thờ. Người Việt chúng ta thường có cái câu thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cái câu người Việt chúng ta hay nói vậy đó, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Vậy thì cái chữ thờ ở trong Phật giáo muốn nói là vấn đề gì? Trên nguyên tắc căn bản bình thường á, Pháp Hòa nói cái bàn thờ, thứ nhất á là chúng ta phải thờ cho trang nghiêm. Thờ cho trang nghiêm có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái kích thước cái bàn thờ bao lớn, để những tượng Phật như thế nào, để cho nó được trang nghiêm, cân xứng. Đồng thời mình để ở một cái chỗ nào mà chúng ta có thể thắp hương, chiêm ngưỡng, đảnh lễ được. Tránh, thí dụ bây giờ ngay cái cửa, mà cái cửa, cái góc cửa quý vị đi vô ra ngay đây, treo cái trang lơ lửng ở trên cái tường ở trên đó, rồi mỗi lần lễ cái mình đứng ra cái hốc đó mình làm thì nó không có được trang nghiêm. Mình kiếm góc nào không nhất thiết phải xây ra mặt đường đâu. Ví dụ bây giờ cái nhà này chu vi vậy, nó không có phương tiện nào khác, thờ Phật ngay góc đó xây qua hông vậy cũng được, miễn chỗ đó là đủ cái chỗ thoáng khoáng để chúng ta thờ và lại Phật được. Đó là về còn cái hình thức tùy mình. Quý vị nào có dịp tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện là thờ Phật tại nhà, quý vị nghe lại cái bài đó, Pháp Hòa có nói nhiều hơn. Thứ hai là bàn thờ ông bà cha mẹ có thể thờ chung được không? Dạ được. Bởi vì ông bà và cha mẹ đều thuộc vào hàng thất tổ, và chúng ta người Việt thường gọi là cửu huyền thất tổ. Thế nào là thất tổ? Thất tổ là gần nhất. Một là ông cố, hai là ông nội, thứ ba là ba mình, thứ tư là mình, thứ năm là con mình, thứ sáu là cháu mình, thứ bảy là chắc của mình. Tức là bảy cái thế hệ mà gần mình nhất gọi là thất tổ. Còn cửu huyền tức là chín đời về trước, cho nên thường chúng ta hay nói cửu huyền thất tổ, chín đời về trước và bảy đời gần mình. Như vậy thì chúng ta có thờ ông bà cha mẹ chung một bàn thờ không sao hết. Dù mình thờ gia đình bên chồng, gia đình bên vợ cũng chung một bàn thờ, và cũng chỉ một lư hương, không cần hai lư hương để gọi là hai gia đình. Không phải vậy, thờ hàng trăm tượng Phật cũng chỉ một lư hương, không có phải chia ra nhiều. Cái thứ ba, khi chúng ta thắp nhang, chúng ta không cần phải thắp ba cây. Trên nguyên tắc, ba cây là tượng trưng cho giới định tuệ.
Nhưng chúng ta không cần ba cây, bởi vì trong một cái nó đã có hai cái kia. Thế nào là giới? Nhờ giữ những cái luật lệ giới pháp mà tâm mình được định. Nhờ tâm mình định cho nên trí tuệ mình sanh, cho nên gọi là giới định tuệ. Tuy nhiên ở trong giới cũng đã có định có tuệ, ở trong định đã có giới có tuệ, ở trong tuệ đã có giới có định. Chỉ cần thắp một cây là đủ. Rồi thậm chí nếu như gia đình mình vì hoàn cảnh, con gia đình mình có những người thân không có chịu được cái mùi nhang do bệnh, do dị ứng, không cần thắp nhang. Bởi trường hợp đó là quý vị phải thắp tâm hương, chứ không phải là thắp cái hương vật chất. Cái hương vật chất là biểu tượng, quan trọng là cái hương lòng. Ngay cả cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nói đó, thôi chị ăn với em chút cho vui, ăn lấy thảo, phải không? Hay là mình nói ăn lấy vị chứ không có lấy bị. Rồi bây giờ mình đem một cái vật chút xíu, mình nói là của ít lòng nhiều. Đó, thế gian mình còn nói như vậy với nhau. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta cúng cho Phật, bất cứ cái gì cũng chỉ là biểu tượng. Chẳng hạn như cúng trái cây, đâu có ai biểu phải đủ năm thứ, không có cái luật lệ nào nói năm thứ hết. Nhưng mà trong kinh Vu Lan mà có cái câu là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Nhớ câu kinh đó không? Thì cái năm màu trong kinh Vu Lan muốn nói không phải là nói cái vấn đề năm thứ trái cây, mà để nói lên chúng ta phải cúng dường cái hạnh tu hành của chúng ta qua năm giới. Lấy năm cái giới đó để trang nghiêm, làm lên phẩm vật cúng dường cho cha mẹ. Muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mà phải tu thì mới hồi hướng được. Còn nếu mà nói rằng đồ ăn trăm món, làm sao mình kiếm đủ cả trăm món? Hiểu ý không? Chữ trăm món đây là biểu tượng. Bất cứ cái gì chúng ta làm, cho dù có bao nhiêu món thì nó cũng đều từ cái ý nghĩa của trăm món. Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, không cần phải gọi là thiệt nhiều, nhưng mà phải trưng cho trang nghiêm. Ví dụ như bốn trái thì ở dưới để ba, ở trên để một. Tại sao vậy? Tại vì nó vung lên là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn bồi đắp, vung lên cái quả thiện quả lành. Bây giờ cúng một trái được không? Được, bởi vì biểu tượng mà. Cúng trái cây là tượng trưng cho quả, có nhân thì phải có quả, cho nên trái cây là tượng trưng cho cái quả. Mà quả này quả thiện quả lành, mình dâng cúng cho Phật nghĩa là mình dâng cúng cho đời, luôn luôn đem cái thiện lành dâng tặng cho người. Còn cúng hoa là tượng trưng cho cái vô thường, nhắc nhở mình hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn. Hay là tượng trưng cho vì nó tàn nó héo, cho nên bây giờ mình sống mình phải làm hết lòng hết dạ của mình khi nó còn đẹp như hoa. Ví dụ như vậy. Cho nên mình không nhất thiết là phải bao nhiêu cây. Cái này Pháp Hòa có nói rồi ở bên, ở dưới Ho đó, ở dưới Sydney á. Thì quý vị nhớ là bàn thờ, thí dụ bây giờ ở đây cái tủ nó cao để Phật ở trên, ở dưới là ông bà, được không sao hết. Rồi quý vị cũng sợ nó, trời mình thờ vậy lỡ quý thầy tới, quý thầy xá Phật cái xá luôn ông bà mình, cái ông bà mình tổn phước. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ ông bà mình còn sống, không lẽ thầy tới thầy không chịu chào ông bà mình, đúng không? Thầy tới nhà thì chào hết tất cả mọi người, thì ông bà mình thì quý thầy cũng phải chào. Và bây giờ ông bà đã mất rồi, để cái hình đó để mình thờ cúng, thì ông thầy cũng tới xá ông bà mình được chứ có sao đâu. Mà thầy làm được cái điều đó là cái phước của thầy, chứ mắc chi mà sợ ông bà mình tổn phước, thấy không? Mà nếu mà thầy mà sống mà khinh thường mọi người, không có cái lễ độ thì cái đó mới dở. Chứ còn nếu thầy tới thầy xá Phật, xá luôn ông bà mình là điều quá tốt chứ có sao đâu. Chứ đừng có lo cái chuyện đó. Con thích nghe pháp mà không muốn đọc kinh, sự lợi ích hay có hại như thế nào, nhờ thầy từ bi giải thích. Dạ thưa, không có sao, nhưng mà nó cũng có cái lợi và cũng có cái không lợi. Bởi vì khi mình nghe pháp, tức là mình thấu hiểu
để mình ứng dụng, mình sống trong đời sống hàng ngày. Cái đó gọi là pháp hành. Còn khi nào chúng ta tụng kinh để chúng ta đem cái cách tụng kinh đó làm cho tâm ý mình tĩnh lặng bằng một hình thức tĩnh lặng thay vì mình ngồi thiền. Bây giờ mình không ngồi thiền nhưng mình tịnh tâm bằng cách là mình tụng một thời kinh. Có thể thời kinh đó mình không có hiểu hoặc là chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn làm mỗi ngày để cho cái lời kinh đó, cái thời gian tụng kinh đó, tâm ý mình chú vào trong đó để mình tĩnh lặng thân tâm. Đó là cái cách để chúng ta tịnh tâm bằng cách chúng ta tụng kinh. Rồi mai chiều lỡ cái ngày cuối của mình, mình không có ai trợ duyên cho mình, nhưng mà những lời kinh đó sẽ là cái pháp đi ra từ tự tâm của mình để hướng dẫn mình đi trên cái con đường an lạc, giải thoát, hay là cái thời gian mình xả bỏ cái thân tứ đại của mình. Cho nên mình nghe pháp tốt, nhưng mà mình mới có hiểu đạo rồi tu đạo. Nhưng bây giờ mình phải hành. Bây giờ mình chưa biết ngồi thiền thì mình tụng thời kinh, hay là mình lại Phật, để làm cho cái thời gian đó biến thành cái thời gian an định thân tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi vô trường, mình chỉ thích nghe thầy giảng bài, nhưng mình không thích làm bài thi, thì làm sao mình có được cái bằng cấp, làm sao mình có đủ điểm để mình ra trường. Cũng như vậy, chúng ta nghe pháp để khai mở trí tuệ của mình, nhưng chúng ta cần phải hành trì để nó phối hợp. Cái này gọi là gì, theo cái cách mà chúng ta trị bệnh, trong uống ngoài thoa, phải không? Rồi cách cái nói thứ hai nữa là khi chúng ta có tụng kinh hay là chúng ta nghe pháp, nó trợ duyên cho rất nhiều. Tại vì mình nghe pháp, đôi khi mình hiểu nhưng mà chưa thấu, nhờ tụng cái bài kinh đó tự nhiên làm cho cái hiểu pháp của mình nó rõ ra thêm. Rồi nhờ, hoặc là nhờ mình tụng kinh mình học cái câu đó, nhưng hôm nay mình nghe pháp làm cho cái hiểu của mình nó nở ra thêm. Người ta trị bệnh á, người ta cho uống thuốc bắc á, người ta cho uống theo một cái công thức là quân thần tá sứ. Thuốc nào là thật sự trị cái bệnh đó, thuốc nào là trợ thêm cho cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình uống Tylenol, mình uống trụ sinh. Trụ sinh là mình uống liên tục 10 ngày để diệt một cái vi trùng trong cơ thể mình. Nhưng mà trụ sinh là một loại thuốc, nó làm cho mình khô cổ, nóng người, cho nên mình phải ăn thêm dưa ua để nó trợ cho cái vấn đề uống thuốc trụ sinh của mình. Đó, quân á, là thuốc trụ sinh. Nhưng mà thần tá sứ, tức là những cái gì nó phụ trợ thêm cho cái này, nó đừng có phát triển qua cái bệnh khác. Có nhiều khi mình uống cái thuốc đó hết cái bệnh này nhưng mà sanh ra táo bón, hay là mình uống cái này nó lại sanh ra nóng người, hay là mình uống cái này nó sanh ra cái chứng khác, thì phải có những cái khác bồi vô thêm. Cũng giống như người ta uống cái thuốc detox, có những người người ta cần uống thuốc detox, mà khi uống thuốc detox rồi á, là phải uống thêm multivitamin, tức là uống thuốc bổ. Bởi vì khi mà detox tức là nó đem hết tạp dơ ra, mà khi tạp dơ ra rồi thì phải có cái khác bổ vô để mà ổn định lại cái cơ thể của mình. Quý vị hiểu ý ha. Như vậy thì khi người ta trị bệnh, người ta cũng theo công thức là quân thần tá sứ. Thì mình, quân là vua, thần là quan, tá sứ là lính. Giống một triều đình là có quan, vua, lính nội và lính ngoại, thì mình trị bệnh cũng vậy. Uống một cái thuốc đó là chính, nhưng mà rồi cũng phải có thêm. Cạo gió là một, uống thuốc là hai, sức dầu là ba, trùm mền là bốn. Ví dụ vậy đó. Cho nên nghe pháp và tụng kinh, hai cái nó tương đồng thì sao? Như con diều mà nó có dây. Ủa? Tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm? Xin Thầy Quang Hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu cho thấu đáo.
con được đọc qua quyển sách Con Đường Tự Thắng Mình, có viết một đoạn: nếu quý Phật tử bố thí cúng dường tạo các thiện pháp tu tập mà chưa phát tâm bồ đề thì Phật nói người này là tạo nghiệp của ma. Cái này Pháp Hòa nói nhiều, bây giờ Pháp Hòa chỉ nói gọn chút thôi để đáp ứng được cái câu hỏi này. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Khi chúng ta làm bất cứ việc lành gì, trước hết chúng ta phải phát tâm bồ đề. Hồi nãy Pháp Hòa nói tám thứ tâm đó, thì tại sao trong sách lại nói rằng nếu mình làm thiện pháp mà không phát tâm bồ đề thì là đồng nghiệp với ma? Là đúng. Là bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta không phải phát tâm chơn, mà chúng ta phát tâm tà, thì có phải là tuy có làm việc Phật nhưng mà là nghiệp của ma? Ví dụ nè, nếu mình phát tâm chơn là chân thật đi, mà bây giờ nếu như cái việc gì nó đến mà mình không có phải là mình làm để mà mình mang lại cái lợi cho riêng mình, thì mình mất cái quyền lợi đó, mình không có buồn gì hết. Tại vì từ đầu mình đâu có muốn làm bằng cái chuyện mà chuốc lợi cho mình hay là chuốc danh cho mình. Cho nên làm bất cứ việc gì gọi là Phật sự tu hành mà không có phát tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Vì sao mà phát? Vì chúng sanh mà phát, vì người ta khổ mà phát, thì một hồi là mình mất thiện nghiệp. Ví dụ nè, mình nói mình đi bố thí cho người nghèo là mình phải phát từ cái tâm chơn, phải không? Tâm thiện, tâm viên, tâm chánh, vân vân, tâm đại. Trời ơi, mình bố thí cho người ta mà mình sỉ vả người ta, mình mắng nhiếc người ta, mà mình quên là tại sao mình đi bố thí, tại sao mình làm thiện, mà mình quên cái thiện nghiệp từ khẩu mình, thì mình tạo nghiệp. Cho nên mình làm Phật sự, hôm qua bữa hôm ở dưới Sydney Pháp Hòa có nói đó, mình mà không khéo mình làm Phật sự thành ma sự, là bởi vì mình không có đem tâm Phật ra mình làm, mình không có đem tâm bồ đề ra mình làm. Thưa Thầy, chúng con tụng kinh gì trong những ngày giỗ ông bà cha mẹ? Khi mà mình cúng giỗ cho ông bà đó, thiệt sự ra không có cái kinh gì hết á. Cái quan trọng là tâm thành của mình mời thỉnh ông bà theo cái tâm hướng thiện của mình. Tại sao cúng giỗ? Thật sự ra nhiều khi ông bà mình đã đi tái sinh rồi, có còn đó đâu về ăn giỗ. Trời ơi, một năm cúng một lần, rồi mấy ngày kia làm sao? Phải không? Nhưng mà cúng giỗ là gì? Theo cái quan niệm của người Á Đông. Bởi vì chúng ta là người luôn luôn lấy cái câu này làm chuẩn trong cuộc sống của mình, là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta không thể quên nguồn quên cội ông bà cha mẹ mà đối với mình. Cho nên khi ông bà cha mẹ mất rồi thì mình vẫn nhớ ngày đó để mình cúng. Nhưng mà mình thật sự mình cúng ông bà, nhưng mà đúng nghĩa là mình cúng ai? Mình cúng cho bản thân, người thân của mình. Nếu mình không có cái giỗ đó, con cái mình đã mất gốc. Mình cúng ông bà nghĩa là mình đang cúng cái văn hóa, cái truyền thống, truyền thừa cho con mình nó lưu giữ, chứ không phải là cái gì xa xôi. Cho nên cái thành tâm là hôm nay gia đình chúng con tưởng nhớ đến ngày mất của má, ví dụ vậy đó, chúng con mời má về đây chứng minh tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Và chúng con nguyện thương yêu nhau, chăm sóc nhau, tha thứ cho nhau, noi gương theo hạnh của má, biết đi chùa lễ Phật tu hành, thí dụ vậy đó. Còn nếu mình là Phật tử thì mình có thể tụng thêm kinh Di Đà hay là phẩm Địa Tạng, hay là mình tụng cái bài cúng biến thực biến thủy, tùy theo mình, để mình nhắc nhở ông bà cha mẹ người thân của mình. Nhưng mà cái chữ cúng dường đó, như bữa hôm có bà nói đó, cúng dường là cung dưỡng đó, cung cấp và dưỡng nuôi. Bây giờ mình mượn cái ngày này cúng giỗ để mình cung cấp dưỡng nuôi một cái đạo lý, một cái văn hóa cho con cháu mình nó không có mất. Còn cái hình thức quý vị du di nhẹ nhàng, không cần quá rườm rà, để con cái nó thấy sao mà nhiều thứ quá, chắc hết đời má con không làm đâu, tại vì nhiều quá.
Tại vì hồi xưa mình cúng theo Việt Nam á, một lần giỗ là ba mâm cúng, một cúng con người mà ba mâm, đem ra ngoài sân cúng ông thổ địa. Chi biết không? Để xin thổ địa cho má vô nhà. Rồi một mâm á, là mình kiến, kiến tức là mình kiến cho ông bà, tổ tiên, những vị khác, báo là hôm nay giỗ má con. Rồi nội ngoại tổ tiên gì đó về chứng gọi là kiến. Rồi cái người mất á, mình mới cúng. Cho nên kêu cúng kiến đó. Cúng là mình cúng cho cái người đương sự chết, còn kiến là mình trình cho những cái người ông bà tổ tiên khác. Quý vị thấy không? Cho nên mình không có danh từ cúng kiến. Nhưng bây giờ quý vị làm luôn lần đi cưới hỏi chung. Cúng kiến một lần cho nó gọn. Hồi xưa là lễ dạm, dạm hỏi, rồi mới tới lễ hỏi, phải không? Rồi mới tới lễ cưới. Còn bây giờ mình làm gọn đi. Mình làm một mâm thôi, rồi mình nói chung, hôm nay dỗ má con, con mời má cũng như tất cả tổ tiên ông bà. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe, ở bên chùa Pháp Hòa có ông cụ, một năm hai lần ông về chùa. Pháp Hòa thấy ông đưa bao thơ là Pháp Hòa sẽ thuộc lòng nội dung ông ghi gì trong đó. Thưa thầy, tuần sau dỗ má nó, bà gì đó, sẵn dịp thầy cho con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó luôn. Rồi kỳ sau tới dỗ thằng con trai, thưa thầy, tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó, sẵn dịp thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó luôn. Pháp Hòa gặp ông cụ đó, ông đưa cái giấy là Pháp Hòa biết ông muốn nói gì trong đó rồi. À, quý vị nói vậy là quý vị hiểu ý ha. Bạch thầy, ở nhà con có bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ. Khi trước bát hương nhỏ, giờ con muốn đổi bát hương lớn hơn, con phải xử lý bát hương nhỏ kia thế nào? Garasell. Bán second hand đó. Thưa đại chúng, cái lư hương nó không lạ gì hết, nó chỉ là cái đồ cắm hương thôi mà, nó chỉ là cái đồ mình cắm hương thôi. Thậm chí á, mình cúng ngoài sân cái mình lấy cái lon mình xúc miếng gạo mình cắm cũng xong. Lư hương chỉ là cái lư để cắm hương chứ nó có gì đâu. Lý do quý vị hỏi là tại vì hồi xưa ông bà mình không cho dời lư hương, tại vì sợ dời lư hương gia đình xào xáo. Có nhiều gia đình dán cứng ngắc luôn mà cũng xào xáo như thường. Phải không? Đâu có phải là không dời rồi nó không xáo, không trộn, không có chuyện đó. Bây giờ mình muốn đổi cái bát hương lớn, đây là Pháp Hòa nói là mình cái kiểu như là mình cung kính đó nha, là mình cái gì cũng thưa trình á. Hôm nay con xin được phép đổi bát hương khác, con xin phép ông bà cho con được đổi bát hương đó. Mình nói cái kiểu như là sống có trên có dưới, có trước có sau á, chứ còn mình im lặng mình đổi ông bà cũng nín thinh, không có nói gì hết trơn. Chứ nếu mà ông mở miệng này mà làm gì đó là mình mệt lắm à. Cho nên cái đó là mình nói theo cái gọi là mình để cho mình yên tâm á, mình muốn làm cái gì thì mình xin vậy thôi, cho quý vị cứ tự nhiên quý vị xin phép thôi. Rồi bây giờ cái lư hương đó mình làm gì? Một là để dành đó, khi nào mình cúng ở chỗ nào mà không có cần phải cái lư hương luôn, thì thay vì bây giờ mình xúc lon gạo thì bây giờ mình có cái lư hương sẵn đây rồi, mai mốt cứ dùng cho tất cả chỗ nào mình cần, có sao đâu, không có chuyện gì trở ngại hết. Thôi bây giờ một câu nữa là mình nghỉ ha. Xin thầy hoan hỷ giải từ phan duyên có nghĩa là gì? Chữ phan là liện. Ai lạng quạng mình cứ phan. Thưa đại chúng, chữ phan nghĩa là mình chạy theo. Chữ duyên là cái cảnh duyên bên ngoài. Pháp Hòa ví dụ nè,
đang ngồi nghe pháp hướng về thầy vậy đó, mà ở ngoài kia người ta làm cái râm, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái đó gọi là phan duyên. Mà ở ngoài sau người ta làm cái rầm, cái quấy ra liền. Để ý coi, mình lúc nào cái tâm mình cũng phan duyên đủ thứ hết á. Cho nên tại sao ngày xưa Phật không cho các thầy đi đường mà ngó hai bên? Bởi vì Phật không muốn phan duyên. Đi khất thực á, là mắt phải nhìn xuống, phải thứ để khất thực. Không có được quyền ngó hai bên coi nhà nào xây bằng xi măng, bằng gạch. Nhà đó nhà lá chắc côn dở lắm thôi, không có ghé. Đi thứ đệ là bình đẳng khất thực. Thậm chí nha, cái bình bát ôm á, ôm là lấy tay trái để dưới cái đáy bát vậy nè, rồi cái tay phải mình để phía trước vậy nè. Mà Phật tử nào mà ta cúng, ta đứng trước mặt mình, ta xá mình cái vậy đó, là thầy á, là chỉ ngó xuống. Mà thầy dở cái bát, quý vị thấy cái cách dở bát của người đi khất thực nè. Nhìn xong rồi lấy cái tay á, dở cái bát kiểu này nè, dở ngược vậy nè. Chi biết không? Để người ta cúng vô trong đó mà mình không biết người ta cúng cái gì. Còn nếu dở vậy, chà, chú chà ơi. Nếu mà dở kiểu như vậy là chú cha bánh giò. Rồi xong rồi á, xong rồi ngó cô Phật tử đó một cái, tôi nhớ cô rồi đó. Rồi cái là lần sau mà nếu mà gặp cổ nữa, cái bữa nay không phải bánh giò hả cô, bữa làm bánh giò được lắm á. Cái đó là phan phan gì. Trời ơi, ta nói học Phật rồi là thương Phật vô cùng tận. Học Phật rồi là thương Phật vô cùng mà tu không mỏi mệt. Phật dạy từng ly từng chút, là cái khổ của mình vẫn còn là tại mình không có ứng dụng cái lời Phật cho nó miên mật. Phật sợ mình nhìn mình phan duyên, cho nên mình dở cái nắp vậy. Không có biết ai trong đó cúng cái gì, mà không có nhìn ngó hai bên để rồi phân biệt giàu nghèo. Hễ có phân biệt là có phán duyên. Rồi bây giờ quý vị đi thọ bát quan trai phải không? Quý vị đi thọ bát quan trai, quý vị nâng cái bát cơm lên bằng cái ấn này nè, ấn tam sơn nè. Rồi quý vị bắt cái tay lên, mà không có được cầm cái bát dưới tầm mắt mình. Nếu mình cầm ngang cái miệng mình á, thì hơi miệng của mình nó bay vào trong cái bát này thì không đủ tinh khiết. Còn nếu như mà mình để dưới tầm mắt mình thì mình nhìn tàu hủ muối xả. Mà sao hồi nãy mình không thấy ta? Gấp ít quá. Cho nên mình phải đưa cái bát ngang khỏi cái mí mắt mình, để mình tránh cái trường hợp phan. Phan vậy thì phan là mình chạy, mắt mình thấy sắc là tâm mình phan liền, chạy theo cái duyên liền. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang lần chuỗi niệm Phật, cái tự nhiên nó nói: trời ơi, hồi nãy tôi quên dặn chị đó tới đón tôi 8 giờ. Nhớ vậy đó. Thì cái tâm mình nó vừa khởi phải không? Nếu mà mình ngồi mình nói: bây giờ phone ai ta? Phone bà nào? Giờ này cũng 9 giờ rồi, phone bà nào? Một việc nó khởi lên là bắt đầu một duyên. Rồi duyên này duyên kia nó cứ móc móc móc, gọi là phan. Phan duyên. Bây giờ nó khởi cái duyên đó lên, lập tức kéo nó lại liền, đang niệm Phật. Còn nếu như mình cái chuyện này gấp lắm, không thể không giải quyết, thì xá Phật, cất chuỗi rồi cứ đi giải quyết công việc, không có sao hết. Nhưng mà trong khi mình ngồi mà nhớ trực cái gì mà mình không thấy gấp, trở lại liền, tâm mình không để nó phan duyên. Duyên là những cái lôi kéo bên ngoài. Ví dụ bây giờ quý vị đi chợ, gọi là window shop. Window shop nghĩa là
không cần mua, đi chơi. Nhịn này đẹp, nhịn kia đẹp, bắt đầu kéo ra ướm, ướm thử. Ngày hôm qua Pháp Hòa được quý Phật tử dẫn đi đi gì? Không, đi chỗ cái con sò con ốc gì đó. À, Opera House. Đi vô công viên thì trong khi ngồi dưới tàn cây ngồi nghỉ thì thấy có một cô người Mỹ, cổ cầm một cái đôi giày cao gót mà nó cao khủng hoảng vậy nè. Mua cái đôi giày cao gót thiệt là đẹp, cuối cùng đi bộ, đi mà đi chân không. Đi chân không bởi vì lúc thấy cái đôi gót đó, guốc đó là fan thích mua, nhưng mà cuối cùng mang không được thì cuối cùng phải đi chân không. Chứ không phải, quý vị, một cái nhỏ không phải mình cười người ta, nhưng mà cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái tâm phan duyên của chúng ta. Thích cũng mua, mà không thích cũng mua, miễn sale là mua, không cần cũng mua, mua cho nhiều vô, thí dụ vậy. Cho nên hàng ngày mình sống nếu không khéo thì rất nhiều những phan duyên. Vậy quý vị hiểu chữ phan duyên không? À, vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của chúng ta không cẩn thận thì giây phút nào cũng đều bị phan duyên. Cho nên hễ mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai nó đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn lân hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon mùi dịu ân cần, đồ ngọt quý nó ham nó thích. Cho nên mình phải học cái câu này: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Được như vậy thì tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Đi tới đâu mình cũng bình an, niềm an vui sẽ dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt sẽ gieo về muôn lối. Chỉ cần mình khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Còn không thà phan duyên cả ngày. Bây giờ cái này không phải là Pháp Hòa chọc hay gì, nhưng mà một cái ví dụ khác. Mình có tấm hình đẹp rồi mà thấy chỗ này đẹp mà được chụp nữa thì cũng vô chụp à. Không có sao hết, nhưng mà một cái ví dụ để chúng ta hiểu cái gì gọi là phan duyên. Thôi một câu nữa thôi nha, hết rồi đó. Bạch thầy, ở trong nhà tụng kinh gì để giảm bớt nghiệp chướng? Trước hết phải hiểu hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen mà chúng ta không chỉnh sửa. Chướng là nó cản ngăn mình. Như vậy bây giờ tụng kinh gì để giảm bớt cái tật cố hữu của mình mà nó cản ngăn hạnh phúc của mình? Kinh bớt tham, bớt sân, bớt si, tụng ba cuốn kinh đó là nghiệp trước nó giảm. Cuốn kinh đó có không? Có chứ sao không? Tất cả các pháp Phật dạy, tất cả các kinh điển Phật dạy, tất cả lời dạy của Phật suốt 45 năm không ngoài dạy cho chúng ta giải trừ ba độc tham sân si. Sở dĩ tham sân si thì nó tác động, nó hoành hành, cho nên nghiệp chướng mình nó sanh. Nghiệp bây giờ thế nào gọi là nghiệp chướng? Mà nghiệp chướng có mấy loại? Ai nhớ nghiệp chướng có mấy loại? Ai nói trúng có thưởng. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, tụng hoài câu này. Vậy là lát phải đền lại cho Pháp Hòa. Tại sao gọi là nghiệp nguyện tiêu tam chướng? Chướng có ba nha. Một gọi là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè,
Khi chúng ta còn phiền não, một cái gì do phiền não mà khởi thì có phải mình tạo nghiệp không? Thí dụ bây giờ cái chú đó, chú làm Pháp Hòa bực. Khi Pháp Hòa bực lên á thì Pháp Hòa phải nói. Bực là phiền não, mà nói tức là tạo nghiệp. Mà chính hai cái này nó phối hợp với nhau cho nên nó thành ra chướng. Do phiền não chướng, do phiền não mà sanh, sanh ra nghiệp. Nghiệp thì nó làm qua báo chướng. Báo tức là quả báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng và quả báo chướng. Báo chướng đó là quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ ổng giận lên, ổng giận là phiền não của ổng rồi, mình phiền theo ổng nữa thì hai bên cùng phiền. Rồi mình nói qua, ổng nói lại, nó riết hồi thành ra hai người gây gỗ. Như vậy đó, cho nên là hằng ngày mình nguyện tiêu tam chướng. Thì bây giờ tụng kinh gì để giải nghiệp chướng? Không có kinh gì ngoài ba thứ kinh cần phải giảm. Giảm tham, giảm sân, giảm si là tức khắc nghiệp chướng mình nó giảm liền. Được không? Rồi bây giờ câu cuối cùng. Câu này rất đặc biệt. Câu thứ hai: tu như thế nào để được tướng tốt như thầy? Chịu không nổi. Tướng vậy mày kêu tốt gì? Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, nếu mà bây giờ mình chỉ nói một điều thôi: tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Rồi mình nghiệm cái câu đó, cái tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài, nó từ cái tâm mình mà nó sanh. Nhưng mà rồi cái tướng của mình á, nó cũng từ tâm mà nó diệt. Vậy thì cái câu tướng tùng tâm sanh á, gọi là tướng tốt, phải không? Hay là tướng xấu? Tâm mình thiện lành thì nó hiện ra thiện lành. Cho nên quý vị thấy không, coi phim á, hễ là một gian thần thì nó phải vẽ mặt ra một cái người gian. Con mắt phải láo lia, chân mày phải làm sao, bộ râu phải làm sao, để nó biểu lộ ra cái người không thiện. Cho nên á, Đức Phật có 32 tướng tốt. Không phải tự nhiên mà Phật có, mà do tu mà thành. Quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện, niệm lành sanh tướng đẹp là một. Cái thứ hai là nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa giải thích 32 tướng của Phật. Bởi vì cái quả đẹp là nhờ cái nhân lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Trong cái tướng tốt của Phật, có một cái tướng tốt là tóc của Phật xoắn về bên phải. Tại sao? Bởi vì đối với Đức Phật, Ngài luôn luôn tự nhắc mình phải luôn luôn làm điều phải. Cho nên bàn tay Phật ngồi thiền, tay trái để dưới, tay phải để ở trên. Khi mình tréo cái chân thì chân trái vô trước, chân phải kéo lên sau để nó nằm ở trên cái chân trái. Như vậy thì chỉ cần chúng ta luôn luôn tự nói với mình, cái gì quấy bỏ, cái gì phải làm. Cho nên Đức Phật kết luận một câu kinh: đừng xem thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà làm hoài sẽ sanh ác lớn. Điều thiện tuy nhỏ nhưng đừng bỏ qua, bởi vì nếu thiện nghiệp làm hoài thì thành ra thiện nghiệp lớn. Như vậy ở đây tất cả chúng ta ai cũng có tướng tốt hết,
nhưng mà không phải trọn vẹn 32 như Phật. Nhưng chúng ta vẫn có những tướng tốt khác của Phật. Ví dụ Đức Phật có một cái cổ ba ngấn tượng trưng cho người thiện lành. Thỉnh thoảng mình thấy trong đời cũng có những người người ta có cái cổ ba ngấn. Đức Phật có một cái lỗ tai dài là tượng trưng cho người sống có nhân hậu. Bây giờ nếu như mà mình sống mình luôn luôn mình nghĩ thương đến người thì tự động cái tướng mình nó sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, có những người á, người ta cạo cái đầu xong cái tự nhiên thấy người ta hiền. Chỉ cần đổi cái tướng thôi tự nhiên thấy người ta khác. Nhưng mà nếu mình cạo cái tóc mà mình mặc bộ đồ đời, Nhìn nó ngầu ngầu. Như mình cạo cái đầu, Mình mặc cái đồ tu, nhìn nó hiền hậu thay vì nó ngầu ngầu. Đó, mình với ví dụ vậy thôi. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, quý vị về nghe lại cái bài Pháp Hòa nói, niệm lành sanh tướng đẹp. Trong kinh gọi cái đó gọi là ngũ chủng thiện sanh phát tướng. Không? Còn 32 tướng tốt của Phật do Phật tu mà được, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Bàn chân của Phật là bằng phẳng, còn chân của mình là nó làm sao? Nó lõm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật sống rất chân thật, còn mình cũng thật, nhưng mà thế nào cũng có len lỏi một chút ở trong mà. Thí dụ như ông chồng mình không có cho đi mua sắm nhiều, mình đi mua cái đồ đó 20 dặn con, ba có hỏi nó 10 đồng thôi nghe con. Ví dụ vậy. Đâu có tội lỗi, nhưng mà một chút đó thôi là thấy mình thiếu cái thật rồi. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị một lần nữa. Sáng sớm ngày mai thì Pháp Hòa sẽ lên đường tiếp tục cái chuyến hoằng pháp của mình qua bên Perth, Tây Đức. Xin lỗi, Tây Úc. Phàn Duyên. Mà Pháp Hòa đang để ý của quý vị có phan theo Pháp Hòa không? Như là Phật, trước khi chúng ta ra về, một lần nữa xin phép được thay lời toàn thể đại chúng hiện diện ở đây, cũng kính gửi lời cảm niệm công đức của gia chủ Phật tử hôm nay, đó là Phật tử Hạnh Bảo và Phước Huệ, đã không quản ngại công khó tổ chức cho chúng ta một buổi sinh hoạt như thế này, lo cho chúng ta nghe pháp, còn vận động các Phật tử khác để lo cho chúng ta được một bữa ăn. Xin đem công đức lành này hồi hướng cho tất cả quý vị phát tâm hôm nay, cũng như tất cả những phát tâm của những ngày trước. Ai ai cũng đều được khỏe mạnh, an vui, thấm nhuần lời của Phật, sở nguyện được viên thành. Vì hôm nay là ngày cuối Pháp Hòa ở Sydney rồi, thì thật ra thời gian Pháp Hòa ở Sydney rất ngắn, chỉ có Chủ nhật, thứ hai và thứ ba, tức là 3 ngày. Nhưng Pháp Hòa cảm niệm được hết tất cả những tình thương mà của quý vị dành riêng cho Pháp Hòa nói riêng, dành cho tất cả chư Tăng nói chung, và đặc biệt là tâm của quý vị hướng về Phật Pháp. Pháp Hòa rất trân trọng và mong rằng quý vị hãy tiếp tục con đường của mình phụng sự cho Phật Pháp. Vì Phật Pháp mà chúng ta được hôm nay, chúng ta mặc dù bây giờ đời sống chúng ta đầy đủ, nhưng nếu không có Phật Pháp thì chúng ta sẽ khổ rất nhiều, vì chúng ta rất nhiều những cái bế tắc trong cuộc sống. Vì vậy cho nên nếu chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta đã thọ ơn Pháp của Phật, thì chúng ta mỗi người phải tự cố gắng sống như lời Phật, dù ít dù nhiều, và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để ngọn đèn chánh Pháp của Phật không bao giờ phai nhạt trong thế gian này. Và hôm nay ở chùa Nam Thiên, quý vị đưa cho Pháp Hòa 2 lần đèn, thì tâm nguyện của Pháp Hòa cũng bao nhiêu đó thôi, cũng xin cho ngọn đèn chánh Pháp mãi mãi được thắp lên ở cái thế gian này, và đặc biệt là ở cái xã hội phương Tây mà chúng ta đang sống đây. Và mỗi ngày hết cái thế hệ này rồi thì rất lo cho cái thế hệ sau. Mà Pháp Hòa là luôn luôn quan tâm đến những người trẻ,
Và vì vậy mà đem hết lòng và rất là muốn làm cái gì đó cho những em trẻ sau này để nó tiếp nối con đường của mình. Mong quý vị cũng cùng một cái luồng cảm thông đó mà trợ duyên cho tất cả chư tăng, để chư tăng có phương tiện hành đạo giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật.